Dạ vâng, Tiến Audio Hải Dương xin kính chào tất cả các bác, các quý khách, các anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc thân yêu. Thưa quý vị và các bác, các anh em, ngày hôm nay mùng 7 tháng 5 năm 2019, em vừa mới về được một đôi loa, nó rất là nổi tiếng của hãng AR đến từ Mỹ. Xin nhấn mạnh với quý vị và các bác rằng đôi loa này được sản xuất tại Mỹ, Margin USA. Đôi loa này trông có một cái dáng thùng trông rất là ẻo lả và rất là điệu đà các bác nhá. Nó ẻo lả và điệu đà vì nó có cái hình văn vát rất là kiểu là dáng đứng, dáng đợi, dáng chờ các bác nhá. Một đôi loa trông rất là đẹp, trang nhã, hài hòa. Và cái chất âm của dòng AR thì các bác khỏi phải bàn, miễn chê các bác nhá. Dòng AR nổi tiếng từ trước đến nay rồi. Thưa quý vị và các bác, đôi loa này sử dụng hai cái loa bass có đường kính là 20 và một loa check titan. Đôi loa này, cái bass ở dưới gầm ở trong lòng thùng đấy, ở bass gầm ở dưới đáy thùng các bác nhá. Bass gầm ở dưới đáy thùng nó sử dụng một cái loa bass gọi là loa bass trầm các bác nhá. Cái bass ở trong lòng thùng của nó, bass đường kính 20 chuyên xử lý về đường trầm, tức là bass trầm treo ở trong lòng thùng các bác nhá. Cho nên là cái đường trầm của đôi loa này nó ra rất là ấn tượng và hay. Và đôi loa này có một cái mức giá rất là vừa phải để cho anh em chơi. Xin nhấn mạnh với quý vị và các bác rằng trong thời điểm này quý vị và các bác mua đôi loa này của em, các bác sẽ rẻ được 2 triệu 500 ngàn đồng các bác nha. Nhấn mạnh là như vậy. Một đôi loa của em như thế này, trong tình trạng đẹp mỹ mãn như thế này, bao zin từ đầu đến đuôi, các bác mua ở trong cửa hàng của nhà em, các bác sẽ rẻ và tiết kiệm được 2 triệu 500 ngàn đồng. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bác, các anh em hãy đến thông số của đôi loa. À, nói về thông số đôi loa thì em xin được đọc model thông số của đôi loa. Đó là một đôi loa đang hiển diện trước mắt quý vị và các bác. Đó là mang tên như sau. Nó là một đôi loa AR-M5. Em xin đọc lại model. Đó là một đôi loa AR đến từ Mỹ. Nó có tên là AR-M5 các bác nha. Bây giờ mời anh em hãy cùng em đi vào tham quan đôi loa này, cực kỳ đẹp. Một cái màu thùng vân gỗ đặc trưng của dòng loa Mỹ, không thể tránh khỏi điều được các bác nha. Đây là loa bass 20. Mang của nó là mang titan, gân của nó là gân cao su, mang titan gân cao su. Chất mang này rất là dẻo các bác nha, dẻo cực kỳ luôn, dẻo và bền bỉ. Cái lón của nó là lón vải đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Một loa check titan được nằm ở đây anh em này, các bác này, củ ở trong rất to nhá, củ nó to bằng cái bát con đấy các bác. Nè, một loa check titan củ cực kỳ to và một cái loa bát được nằm ở trong cái lòng thùng như thế này, các bác này. Đây, đây là cái e căng được ở dưới đáy, nó cũng có e căng và trên nó cũng có e căng. Đấy, nó sẽ toát đường trầm xuống gầm này nhá, gầm đáy này, ở dưới đền này nó có một cái e căng rồi, các bác yên tâm không bị chuột bọ vào đâu. Đấy, dưới gầm này này có một cái bát đánh, sẽ đánh tỏa xuống tí đất gọi là bát úp gầm, bát được hầm, bát hầm treo trong lòng thùng các bác nhá. Đấy, và nó đã sẽ đánh tỏa luồng bát ra hai cái bên hông này nữa, hai cái bên hông này đó, hai bên hông đó, rất là tuyệt vời, rất là đẹp đúng không ạ. Đấy, và mời anh em hãy tham quan ra đằng sau. Đấy, rất là đẹp. Một đôi loa có chức năng đánh cầu đi dai đây các bác, là phải đấu trực tiếp đánh chức năng cầu đi dai nhá, từ cầu lọ và câu vào cầu kia thì loa nó mới kêu được hai, mới kêu cả được cả hai cái loa. Và cái tem mác của nó các bác thấy nó cũng đã phai màu theo thời gian rồi, chỉ có em nhìn thấy, các bác không thể nhìn thấy được, phai màu theo thời gian rồi các bác nhá. Model của nó là AR-M5. Bây giờ thì khi mà các bác xem xong video này, các bác cứ vào các kênh YouTube hay là kênh Google của mạng, các bác đánh chữ loa AR-M5, nó sẽ ra đôi loa này và có giá bán trên kênh các bác nhá. Giá đôi loa là 7 triệu 800 ngàn đồng anh em nhá. Giá đôi loa này là 7 triệu 800 ngàn đồng, bao zin bao đẹp, đẹp cực kỳ đẹp, rất đẹp. Nói chung là vùng cái thùng của nó không bị bể lở, không bị xuất sẹo gì là đẹp rồi. Còn đâu thi thoảng cấn cạnh nó lăn tăn bằng cái tăm thì các anh em cũng không để ý cái đó làm gì, vì nó là hàng bãi mà, không thể tránh được những cái cấn cạnh hay là lăn tăn ở những cái mép. Đấy, vậy nha các bác nhá. Rồi, đôi loa có giá là 7 triệu 800 ngàn đồng. Tiếp theo,
sản phẩm một cái chiếc đầu CDDZ các bác nhé, CDDZ 3.500.000 đồng. Cái sản phẩm này em test giới thiệu từ tối hôm qua, xong clip trưa hôm nay em cũng test rồi. Cái sản phẩm này là CDDZ 3.500.000 đồng. Và hôm nay em về được một em đầu CDMD xong tiếp giải mã. Đó là một em đầu mặt vàng chanh, nó có tên là, em đầu này có tên là Mazan CM6200 các bác nhá, dòng đời cao Mazan CM6200. Đây là cửa đĩa CD và đây là cửa đĩa MD. Dòng này giải mã không cần mồi các bác nhá, giải mã không cần mồi. Nó có cổng quang ra và cổng quang vào, giải mã đồng trục và analog các bác nhá. Đấy. Chiếc đầu này được sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Đấy. Và giá của cái em đầu này là 5.800.000 đồng anh em nhé, 5.800.000 đồng em đầu Mazan. Dòng Mazan thì các bác đã đủ biết rồi, nó thiên về âm sắc cực kỳ sạch sẽ và chi tiết. 5.800.000 đồng anh em nhé. Và tiếp theo, một chiếc Omni vô cùng nhỏ gọn, có một cái mức giá cực kỳ hợp lý để anh em chúng ta chơi và ghép được thuần khiết nhiều dòng loa. Chiếc Omni Aurex FB, xin đọc lại model. Chiếc Omni đến từ đất nước Nhật Bản, nó có tên là Aurex FB410. Chiếc Omni này chạy 4 con sò sắt các bác nha. Dòng sò sắt là sò sắt và của nó là sò lếch. Dòng sò sắt, sò lếch các bác nha. Đấy. Công suất của nó đề rất khiêm tốn, gần 100W mà thôi, 80W thì phải, 80W các bác nha. Nhưng đánh thuần khiết nhiều dòng loa, cả cả đôi loa AR này. Và em đang ghép cái đôi loa AR M5 này với lại cái em Omni Aurex này, cực kỳ hay các bác ạ. Xin nhấn mạnh với các bác rằng tiếng nó cực kỳ hay nhá. Đấy, trông rất là nhỏ gọn thế thôi. Nhiều những khi các bác cứ để ý vào công suất, nhưng mà cái điều đó nó cũng không hẳn là như vậy các bác nhá. Cũng không hẳn là như thế. Thì là chiếc Omni này có giá là 3.500.000 đồng anh em nhé, 3.500.000 đồng, 3.500.000 đồng cái Omni Aurex chạy 4 sò sắt. Và máy ở bên trong của nó cực kỳ đẹp, chiếc Omni này cực kỳ mới các bác nhé. Máy của nó vàng óng sắt xi 7 màu, cực kỳ đẹp, giá 3.500.000 đồng. Và tiếp theo là sản phẩm Omni huyền thoại Piller SA7800 mắc đôi, giá 11.500.000 đồng anh em nhé. Dòng này là dòng đáy vàng, cánh tỏa nhiệt vàng các bác nhá, cực kỳ đẹp. Và Omni Piller A8800X chạy 8 sò xanh đen, dòng sò to, đánh thuần nhiều dòng loa các bác nhá, giá rất là rẻ luôn. Giá của nó là trên 4 triệu đồng một chút. Và tiếp theo, sản phẩm tiếp theo này các bác này, cực kỳ đẹp mà giá hợp lý này. Đó là một chiếc Omni Z-Cyber bắt được đài FM và AM trên toàn lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Đó là một chiếc Omni Z-Cyber, nó có tên là KR7600. Chiếc Omni này chạy 4 con sò sắt san ken và cái công suất của chiếc Omni này là lên tới 550W, 550W anh em nhá. Tiếng đánh cực kỳ hay, dòng Z-Cyber. Đấy. Có các cái hiệu ứng, các cổng kết nối để chúng ta ăn chơi rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn, không thiếu chức năng gì cả. Công suất của em Omni là 550W các bác nhá, và giá thì rất là hợp lý để cho anh em chúng ta chơi. Giá của em Omni Kenwood KR7600 này nó có giá là 6.500.000 đồng anh em nhá, 6.500.000 đồng, size to các bác nhìn không. Những chiếc Omni để trên các bác nhìn này, ngắm này, đấy, nó lọt thỏn vào trong cái lòng của cái Omni luôn. Size của nó cực kỳ lớn và chiều sâu của nó thì quá là hay luôn. Chiều sâu các bác nhìn tít trong kia, sâu cực kỳ sâu. Đấy, size to rộng và đèn đóm các bác nhìn nó đẹp như này mà giá có 6.500.000 đồng các bác nhá. Và cũng cái mặt của nó thì cũng phai màu theo thời gian thôi. Đây này, phai màu theo thời gian, thi thoảng có một cái vết, vài vết xương xước ở đây. Đấy, phai màu theo thời gian anh em nhìn này, phai màu theo thời gian. Nhưng cái điều này nó không làm nên cái, nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy, rất là đẹp, phai màu theo thời gian. Và xin bao zin cho chiếc Omni này các bác nhá. Xin bao zin, chưa chọc ngoáy gì đến bản thân Omni. Cực kỳ đẹp, máy đẹp, cực kỳ luôn. Bên trong các bác nhá, đẹp lắm. Đấy, và giá 6.500.000 đồng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bác, các anh nhá, hãy cùng em đi đến thẩm âm cấu hình này.
Em nguồn phát là một em đầu CD DG các bác nhé, 3.500.000 đồng. Và chiếc âm ni Aurex SB410 đánh với lại loa AZM5. Bây giờ mời anh em cùng thẩm âm. Mời các bác hãy đeo tai phone. Oh.
ok, xin cảm ơn quý vị và các bác các anh em đã quan tâm đến clip này của em. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.